Thưa quý vị, một tổ hợp thời tiết phức tạp những ngày qua đã khiến các tỉnh miền núi phía Bắc phải hứng lượng mưa rất lớn, để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản. Cộng với việc do mưa lũ kéo dài, Trung Quốc phải xả lũ xuống sông Hồng cho thấy những diễn biến của thiên tai sẽ còn phức tạp. Ngày 20 tháng 8, Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai có công văn thông báo nhà máy thủy điện Mã Đổ Sơn, Trung Quốc xả lũ từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 20 tháng 8. Khi đó, mực nước sông Hồng sẽ dâng cao. Dù việc Trung Quốc xả lũ xuống sông Hồng không gây tác động quá lớn, nhưng trong bối cảnh mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vẫn yêu cầu các địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, đề phòng lũ quét, sạt lở đất, khu vực dân cư có nguy cơ mất an toàn, di rời các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt trượt cao mới phát sinh. Các địa phương miền núi phía Bắc tổ chức thường trực đến thôn 24/24 giờ để theo dõi, cảnh báo, xử lý các tình huống có thể xảy ra. Đặc biệt phải cử người canh gác, cắm biển, cảnh báo hoặc rào chắn các ngầm tràn để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Xe cố đi qua ngầm tràn bị nước cuốn trôi khiến hai người tử vong. Thưa quý vị, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực vùng núi Bắc Bộ ngày hôm nay ngày 22 tháng 8, tiếp tục có mưa rông, có nơi mưa to đến rất to. Theo đó, phía Đông Bắc Bộ có mây, mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc sáng và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đặc biệt là trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho tới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 cho tới 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Cạn. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho tới 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 32 độ, có nơi trên 32 độ. Trong khi đó, tình hình mưa lũ tại Trung Quốc vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang hiện đã cao hơn gấp đôi so với mức trung bình theo mùa trong năm. Giới chức các địa phương vẫn đang phải đẩy nhanh công tác cứu hộ khắc phục hậu quả do mưa lũ. Sau khi đạt mức đỉnh lũ cao nhất vào sáng ngày 20 tháng 8, với lưu lượng dòng chảy lên đến 75.000 mét khối trên giây, khiến mực nước ở hồ chứa Tam Hiệp đạt đến 165 mét, cao hơn 20 mét so với mức cảnh báo. Sau khi mở 10 cửa xả lũ vào ngày 20 tháng 8 thì hôm qua, Ban Quản lý đập Tam Hiệp đã phải lần đầu tiên mở 11 cửa xả lũ để giảm bớt áp lực nước với mức xả kỷ lục từ 42.000 lên gần 49.000 mét khối trên giây. Nhờ vậy, lưu lượng dòng chảy đã giảm xuống còn hơn 65.000 mét khối trên giây. Ủy ban Tài nguyên nước Trung Quốc đã yêu cầu các hồ thủy điện dọc sông Trường Giang phối hợp xả lũ để đảm bảo an toàn cho lưu vực sông. Theo số liệu của chính phủ, các đập thủy điện khổng lồ ở Trung Quốc đã giữ lại hơn 100 tỷ mét khối nước lũ trong năm nay và che chở cho 18,5 triệu cư dân không phải đi sơ tán. Nhà chức trách cho biết, chỉ riêng đập Tam Hiệp đã giúp làm giảm 34% lượng nước lũ ở hạ lưu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trực tiếp đến tỉnh An Huy, nơi nằm ở hạ nguồn sông Trường Giang, để thị sát tình hình mưa lũ, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Hiện, tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh, hai địa phương chịu thiệt hại nặng nhất, đều đã triển khai ứng phó lũ lụt khẩn cấp cấp độ 1, đẩy nhanh nỗ lực sơ tán dân và cứu hộ, cứu nạn. Tính đến tuần trước, lũ lụt đã gây thiệt hại 180 tỷ nhân dân tệ, tương đương 26 tỷ đô la Mỹ cho kinh tế Trung Quốc, ảnh hưởng đến 63 triệu dân. Thưa quý vị, sạt lở đang là nỗi lo của nhiều địa phương vùng đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp. Mới đây tại xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự tiếp tục xảy ra sạt lở trên sông Tiền, đe dọa tuyến đường giao thông của xã. Cụ thể, vụ sạt lở xảy ra tại tổ 31 ấp Long Thạnh, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, khoét sâu vào đất liền khoảng 4m, dài khoảng 10m, làm mất gần như hoàn toàn đoạn đường, gây khó khăn trong đi lại của người dân. Vụ sạt lở trên không thiệt hại về người và tài sản, nhưng đe dọa chia cắt đoạn đường giao thông và một số hộ dân sinh sống trong khu vực sạt lở. Hiện chính quyền địa phương đã giăng dây rào chắn, làm biển cảnh báo, gắn đèn chiếu sáng vào ban đêm và kiến nghị về huyện Hồng Ngự có hướng khắc phục, đảm bảo an toàn và tạo điều kiện cho người dân lưu thông qua lại. Thưa quý vị, trước tình hình giá lúa tăng cao, nông dân ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang xin không xả lũ để tiếp tục sản xuất lúa thu đông. Theo đó, nhiều nông dân sản xuất lúa nếp tại xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân
mong muốn tiếp tục canh tác lúa thu đông để tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống, vì hiện tại giá lúa cao mà không phải thời điểm nào cũng được như thế. Nếu xả lũ và không được canh tác lúa trong vụ thu đông này, theo nông dân, họ cũng không biết phải làm nghề gì để sống. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân, vụ thu đông năm 2020 sẽ xả lũ ở 10 tiểu vùng với diện tích 11.256 ha, gồm 8 vùng sản xuất 2 năm 5 vụ, 2 vùng sản xuất theo chu kỳ 3 năm 8 vụ và 128 ha ngoài vùng đê bao. Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân vừa có văn bản yêu cầu các địa phương tiếp tục tuyên truyền, giải thích để nông dân thực hiện kế hoạch sản xuất 2 năm 5 vụ theo chủ trương của tỉnh An Giang để đảm bảo tác động của biến đổi khí hậu trong tình hình hiện nay.